Trung Quốc lên án việc bổ nhiệm điều phối viên đặc biệt của Hoa Kỳ về Tây Tạng, tin từ Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Cộng hôm nay tuyên bố Trung Quốc sẽ không bao giờ công nhận việc Hoa Kỳ bổ nhiệm một điều phối viên đặc biệt cho vấn đề Tây Tạng và Bắc Kinh phản đối bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào công việc nội bộ của mình. Tổng thống Barack Obama đã có một cuộc hội đàm với Đức Đạt Lai Lạt Ma vào hôm thứ Sáu, đã khiến cho chính phủ Trung Cộng lên án và cảnh báo rằng cuộc họp với nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng lưu vong sẽ làm tổn hại mối quan hệ song phương. Vào thứ Sáu, Hoa Thịnh Đốn đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc tiếp tục đối thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma hoặc các đại diện của ông mà không cần điều kiện tiên quyết để giảm bớt căng thẳng. Để khuyến khích những cuộc đàm phán, hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry cho biết ông đã bổ nhiệm một trong những giới chức của mình, bà Sarah Sewall, làm điều phối viên đặc biệt về các vấn đề Tây Tạng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng bà Hoa Xuân Oánh hôm nay nói rằng chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ nước nào sử dụng cái gọi là vấn đề Tây Tạng để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng kêu gọi Hoa Thịnh Đốn tôn trọng lập trường của Trung Quốc và có hành động để bảo vệ sự phát triển lành mạnh và ổn định của mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc. Các nhóm nhân quyền nói, Trung Quốc chà đạp các quyền của người dân Tây Tạng và sử dụng các phương pháp tàn bạo để cai trị nơi đây. Hơn 120 người Tây Tạng đã tự thiêu kể từ năm 2009 để phản đối Trung Quốc. Trung Quốc nắm quyền kiểm soát Tây Tạng từ năm 1950.